Tiếp tục theo yêu cầu, hôm nay mình khuyên chia sẻ đến anh chị em và các bạn ba món ăn nhanh gọn lẹ. Đó là món cá kho ăn cùng với lại canh chua, cà cần và măng tây xào bơ tỏi. Cá kho thì sẽ ăn cùng với lại xoài bằm. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với lại ba món ăn nhanh cho cơm thường ngày, nấu nhanh gọn lẹ và đủ chất. Và nguyên liệu mình khuyên để bên dưới màn hình video, anh chị em và các bạn có thể xem để tiết kiệm thời gian nha. Và trước tiên thì mình phải ướp cá trước để cho thấm. Cá hôm nay mình làm là 600g cá hồi. Đây là cá hồi Norwegian đó, ở Na Uy. Mình sẽ rửa và tùy thích có thể bỏ da hoặc là lấy da. Nhưng mà thường trong món cá hồi này mình có thể bỏ da ra nha, bởi vì không thôi nó cũng dễ bị tanh lắm. Và nếu mình muốn lấy da thì mình chiên cái da này lên cho giòn. Và bây giờ mình sẽ đi rửa rồi sau đó cắt nhỏ ra. Nếu như không thích cá hồi kho thì cũng có thể làm với lại cá khác cũng được. Cá nào cũng được hết, cá phi lê, cá nguyên con cũng được luôn. Và cái này thường là mình nên cắt khoảng 4cm. Bỏ da luôn. Cái da chút nữa mình chiên mình làm sao. Rồi cắt nhỏ ra. Cỡ như vậy nha. Rồi tiếp tục. Alo. Mình ướp sơ trước, sau đó chút nữa mình ướp thêm 3 muỗng cà phê nước mắm. Đường mình nên nấu bằng đường cát vàng, 3 muỗng cà phê luôn. Nếu như nhà mình có ăn bột ngọt thì cho một chút xíu, khoảng 1/4 muỗng cà phê. 1 muỗng cà phê bột nêm, chút xíu tiêu, trộn đều lại, sau đó ướp vô trong cá. Mình nấu rất là nhanh gọn lẹ cho các chị em nào mình bận đi làm về nhà. Mình sẽ nấu đầy đủ 3 món trong một thời gian rất là ngắn. Sau đó lấy tay mình trộn lại cho đều. 3 thép tỏi khoảng 20g mình đập ra. Vì là mình làm món xào thành thử ra đừng có xay mà chỉ đập. 20g tỏi này, một phần mình nấu canh, một phần mình ướp vào trong cá. Gram củ hành tím đập ra, sau đó mình cũng bầm nhuyễn. Không luôn có cá thì cần có ớt, để không thôi là cá nó dễ bị tanh đó. 400g thơm. Thơm thì mình có thể cắt tùy thích, thường thường là mình thay bầm ra. Và để bầm cho nó dễ là mình lấy cái dao răng cưa nè, mình cắt nó có chạy. Cắt vừa nhanh mà không có văng và không có chạy nữa. Bầm nhuyễn nha. Và bỏ cái cuốn này ra. 2 trái cà chua 250g, cà chua mình cũng cắt ra luôn và bỏ cuốn, cắt bằng dao răng cưa nó bén không có đứt tay mình. Hành lá chẻ ra, sau đó cắt nhỏ. Cắt hành để riêng và cắt cái này nên chẻ nha, không thôi nó to quá. Hai trăm gram cần tây cộng thì mình cắt ra, còn lá mình để riêng.
cũng cắt nhưng mà để riêng chút mình nêm sao để cho nó không có bị mất cái màu. Cần tây này ăn rất là tốt, do đó anh chị em và các bạn nên ăn thường ngày. Với những người mà huyết áp thấp thì đừng ăn, bởi vì cái cần tây này nó làm hạ cholesterol và đồng thời làm hạ huyết áp nữa. Lá cắt nhỏ đi chút mình nêm canh. Măng tây 500g. Lúc này là tháng 5, măng tây ra rất là nhiều và bán rất rẻ. Là để cho nó mềm đó, mình sẽ bào. Nếu mà mình không bào cái này thì nó cứng, mình ăn không có được. Thành thử ra mình bỏ nhiều lắm. Rồi sau đó cắt bỏ cái gốc. Là đoạn này nó sẽ non. Và tiếp tục mình làm hết nha. Sau khi mình bào, mình cắt bỏ phần gốc, chỗ già đó, thì mình cắt ra. Cái này tùy thích cơ thể, cắt ngắn, cắt dài. Cắt xéo xéo như nè, cho nó dễ thấm gia vị. Xoài bằm nhuyễn, để chút xíu nữa mình ăn với lại cá kho. Thịt nạc bằm, nên nấu một chút xíu mỡ nữa thì ngon. Một muỗng canh, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường, một chút xíu siêu bột ngọt. Nếu mình có ăn ít thôi nha, khoảng 1/6 muỗng cà phê, một muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng canh dầu ăn. Sau đó mình trộn đều lại. Và sau khi xong hết mọi thứ rồi, bây giờ mình đi nấu luôn. Cho một muỗng canh nước khoảng 10ml, một muỗng canh đường 15g. Và thường mình làm nước màu, mình hay làm đường vàng thì nó sẽ đẹp và nó giữ màu lâu. Mình khuyên làm màu rất là nhiều lần nhưng mà một số bạn là làm không có được, thường hay bị cháy đó. Thì hôm nay mình khuyên chia sẻ kỹ hơn một chút. Khi mình nhìn thấy cái bông bóng to nó nổi nè, thì bây giờ nó hơi lên khói, mình sẽ hạ lửa. Lúc này mình cho dầu ăn vô, đó, nó làm như vậy đó, là mình cho dầu ăn vô được rồi. Và nhớ hạ lửa nha. Một muỗng canh dầu ăn. Lúc này rất là dễ cháy. Nếu như mà làm đường trắng thì như vậy là được, còn đường vàng thì chưa. Đường vàng thì một chút xíu nữa nha, bởi vì nếu không là nó sẽ bị nhạt màu. Rồi bây giờ mình đã thấy nè, như vậy là được, tức là người ta gọi là màu cánh gián đó. Nhớ đừng có cho đậm quá. Tắt lửa đi, không thôi nó đậm. Cho hành, ớt, đảo qua một chút. Này cho tỏi, đảo cho thơm. Đó, bây giờ để nhìn thấy cái màu nó đẹp ghê chưa. Cá kho, thịt kho, nếu mình làm màu đẹp là món ăn nó sẽ ngon. Rồi mở lửa lên lại và để trung bình thôi. Tiếp tục xào. Mình đảo thế nhẹ tay, cho cá vô và cho từ từ, đừng cho liền. Chừa cái nước cá này. Mở lửa lớn, đảo qua một lúc, cho cá săn. À, cá nó lên màu đẹp đó. Rồi bây giờ mình đừng đảo nữa nha, nó sẽ bị nát đó. Cho nước cá, hạ lửa xuống. Tùy thích mình ăn nhiều hay là ít nước thì mình cho thêm 50ml nước sôi. Cho nước sôi nha, để cá không có bị tanh. À, hạ lửa nhỏ, thật là nhỏ lại thôi. Từ từ mình để rim ở đây.
để cho nó thấm gia vị. Thỉnh thoảng quay trở lại trở cá và nhớ để lửa nhỏ thôi. Nếu mình kho cá đông đá là nó sẽ ra nước nhiều lắm. Còn nếu mà cá tươi như hôm nay thì mình cần chế nước đó. Còn cá đông đá thì không cần chế nước, bởi vì cá đông đá nó sẽ ra nước và đủ luôn. Đây là mình kêu muốn trả lời hôm trước các bạn hỏi là tại sao mà không chế nước đó, nó bị khô đó. Thì nếu mà nó khô thì mình nên để lửa nhỏ. Thường là kho cá không có chế nước nó ngon hơn, do đó mình để lửa nhỏ nha. Rồi từ từ để đây, cho một muỗng canh dầu ăn, sau đó thì cho hầm nè, một chút tỏi bằm, đảo lên và mình phi cho thơm. Sau đó thì cho thịt, rồi cho cà chua. Cho thơm luôn. Một muỗng canh bột nêm khoảng 12g. Mình 5g đường. Canh chua nó sẽ chua chua ngọt ngọt. Thành thử ra mình sẽ nêm đường hơi nhiều. Sau đó đảo lại. Và mình sẽ chế nước sôi vô. Tùy thích nhà mình ăn nhiều hoặc là ít. Mình sẽ cho vào đây là 5 cốc nước, tức khoảng 1 lít 250, một tô đầy. Và thêm nữa, tức là 1 lít 250, là mình thấy nó vừa luôn như vậy. Bây giờ cuối cùng thì mình sẽ cho nước mắm. Tùy theo nhà mình ăn mặn ít mặn nhiều thì mình cho nha. Một muỗng canh 10ml. Nhà mình không ăn mặn lắm mà cũng như là không ăn ngọt lắm. Thêm 1/2 nữa, tức là 1 tablespoon đó. Một muỗng canh và một muỗng cà phê. Và từ từ ở đây nữa, thỉnh thoảng để đảo trở cá này. Và bây giờ mình cho những cái cọng hành cho vô cho nó thơm nha. Và lúc này cũng có thể nếm lại tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Cọng hành này mình để dưới đây cho nó chín nè. Thỉnh thoảng thì trở cá thì chín đều. Cá kho lâu nó mới ngon, thành thử kho từ từ, lửa nhỏ nhỏ. Khi canh sôi mình vớt bọt. Sau đó thì nêm lại tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Đi xào luôn măng tây. Để lửa thật nhỏ cho canh nóng ở đây. Một muỗng canh dầu mè hoặc là dầu olive để mình xào măng tây. Anh chị em và các bạn không có măng tây thì xào cải nè, hoặc cái gì cũng được để mình có thêm một món xào nha. Không cần đợi dầu nóng, mình cho tỏi. Rồi chờ cho tỏi hơi nâu vàng chút xíu thôi. Mình sẽ cho 20g bơ. Đừng cho bơ trước là bơ nó bị cháy. Do đó mình sẽ cho sau khi mà mình thấy tỏi nó gần được rồi đó. Khi bơ tan thì cho măng tây vô luôn. Tỏi lúc này cũng vàng. Xào lửa thật lớn và nêm luôn nha. Bột nêm 1 muỗng cà phê, 1/2 muỗng cà phê đường. Luôn luôn trong món xào mình nhớ để lửa thật lớn luôn cho nó rám đi. Đảo qua mình thấy măng tây hơi rám rồi, mình sẽ cho 50ml nước.
và đợi lại chờ chín để cho măng nó xanh. Và với măng tây thì anh chị em và các bạn muốn ăn giòn thì mình nấu nhanh, mình không nên luộc nha. Sau khi mình nấu được 3 phút là măng chín rồi. Mở lửa lớn luôn, mình đảo lại cho ráo nước. Cho một chút xíu tiêu. Một chút hành lá rồi tắt lửa. Canh mình sẽ cho cần vô. Và cần nó rất là nhanh chín, đồng thời cần cũng có thể ăn sống. Do đó mình cho vô khoảng 30 giây, 1 phút là mình tắt lửa luôn. Và món canh của mình cũng xong. Mọi thứ đã xong hết. Bây giờ cho một chút xíu hành lá. Và cá kho của mình xong rồi, mình cho thêm tiêu nữa. Và lúc này thì mới cho cần. Và ở bên đây là măng tây xào bơ tỏi, xen cơm cùng với lại xoài bằm, ăn với cá kho nha. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn nấu thật là nhanh gọn và thật là ngon, 3 món ăn cho cơm thường ngày. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Kho nóng hổi, màu sắc đẹp chưa? Để bên gần nhìn thấy cá nè, màu sắc hấp dẫn chưa? Măng tây xào bơ tỏi, hơi giòn giòn và vẫn giữ được cái màu xanh của măng tây. Và cá kho xăng cùng với lại xoài bằm hay là xoài băm, canh chua, cà, cần và thơm hay là khóm, dứa nóng hổi, bốc khói. Nếu mình có giá nó lại càng ngon.